Thomas Jury. Almas. Donna E. Almas. Oklahoma. Almas. Các bạn khán giả GTV thân mến, mời các bạn đến với những trận đấu đầu tiên của thể loại của giải đấu AOE Seng Hôn Mã 2012 do Game TV tổ chức. Đây là một trong những giải đấu thuộc hệ thống giải đấu thường niên của Game TV, diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Chúng tôi xin được trân trọng gửi tới quý vị các bạn trận đấu đầu tiên này của bảng H. Do bảng H gồm có game thủ Khủng Long, các game thủ là Lưu Danh Tuấn, Nguyễn Đại Nghĩa, Nam Minh Tuân và một người nữa, đó là X-Men. Đây sẽ là hứa hẹn một bảng đấu cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. Trong trận đấu đầu tiên ra quân của mình thì game thủ Khủng Long đối đầu với Thủy Linh Lung, đó là nickname của trong những bước dò đầu tiên thì Khủng Long tỏ ra không có được nhiều ưu thế khi thi đấu Seng. Anh buộc phải đóng trước một chiếc BG và đến bây giờ thì tài nguyên rừng của game thủ Khủng Long tỏ ra vẫn khá hạn chế. Anh chỉ có một cánh rừng thông khá dài giải ra ở phía trước mặt nhà của Khủng Long. Trong trận đấu này thì nằm nghiêng về phía 5 giờ. Như vậy là Khủng Long đã phát hiện ra thêm được một bãi quả nữa. Anh đang cắt những nông dân ăn gỗ ra để có thể xả thịt chú voi mới đưa về. Cực kỳ tiết kiệm những tài nguyên. Khủng Long vẫn không giấu ý đồ, tiếp tục dắt những chú voi ở giữa bản đồ về để gia tăng lực thêm cho nhà của mình. Nam Minh Quân, xin lỗi các bạn, Lưu Danh Tuấn là game thủ mang nickname Thủy Linh Lung, đang đối đầu với game thủ Khủng Long. Như vậy là Khủng Long đã dừng xin dân ở con dân thứ 26 và anh kích đời. Như vậy là Khủng Long quyết định cắt dân ở nhà lên để có thể xây thêm một chiếc bét nữa, đồng thời có thể xả thịt được chú voi. Tài nguyên của Khủng Long trong trận đấu này không được quá phong phú, tuy nhiên với Seng như vậy là cũng đã là rất đủ rồi. Vâng, chú voi chết ở một vị trí hơi xa. Lên đời với 63%, Khủng Long quyết định thiết kế các vị trí nhà cửa của mình. Và như vậy là Thủy Linh Lung đã lên đời chỉ với 25 dân. Trong thể loại solo Seng Hôn Mã thì khác hẳn với Seng thuần tiễn,
các game thủ có thể hoàn toàn chủ động lựa chọn chiến thuật cho mình. Tùy thuộc vào lượng tài nguyên ở nhà có nhiều hay ít, thừa hay không thừa mà các game thủ hoàn toàn có thể lựa chọn được một cách chiến thuật của mình một cách phù hợp. Đó là việc lựa chọn tỷ lệ giữa sọc đơn và cung R. Như các bạn đều biết thì sọc đơn có giá rẻ hơn so với cung R. Đồng thời với nó thì sọc đơn cũng có những yếu tố nhất định khác biệt so với cung R, đó chính là khả năng săn dân rất hiệu quả. Đồng thời việc sử dụng hôn mã đó sẽ chính là sự kết hợp giữa hai loại quân, một loại quân cận chiến và một loại quân tầm xa. Như vậy là khủng long quyết định nâng cả công cả giáp. Các bạn có thể thấy là đối với một bài mà khủng long tiết kiệm thực rất nhiều, anh không ngần ngại nâng cả công và cả giáp cho sọc đơn. Và việc đó được anh cụ thể hóa hơn bằng cách anh đang lựa chọn với chiến thuật là 3L và 1A. Liệu anh có đóng thêm được một nhà tiếp theo là nhà gì hay không? Như vậy là 12 phút hơn thì game thủ khủng long đã lên đời. Các bạn có thể thấy là khi thi đấu sang hôn mã thì do việc săn dân rất gắt gao của các chú sọc đơn, chính vì vậy mà các game thủ vẫn thường xuyên phải bo nhỏ. Điều này khác hẳn với thuần tiễn cung R. Thuần tiễn cung R thì chủ yếu là các game thủ sử dụng chiến thuật bo rộng. Như vậy là khủng long quyết định lựa chọn một chiến thuật là 3L và 2A, trong khi các bạn thấy anh vẫn đang rất tích cực bo nhỏ các vị trí làm ăn xa của mình, ưu tiên trước. Trong trận đấu này thì khủng long do trước mặt bị bao bọc bởi một cánh rừng thông, chính vì vậy mà anh buộc phải lựa chọn một trong hai hướng để đóng nhà quân của mình. Và trong trường hợp này thì có lẽ dự đoán rằng nhà của đối phương nằm ở phía 9 giờ, vì vậy khủng long đã quyết định chọn vị trí đóng nhà quân nằm nghiêng về phía này. Và tên cung đầu tiên anh đẩy sang chính là tên cung đó. Các bạn có thể thấy khủng long là một game thủ Hải Phòng và anh cũng đang sử dụng cách xin quân bằng táp. Tên đầu tiên của khủng long xin ra khá đều. Trong một số trận đấu thì khá hạn hữu các game thủ sử dụng thuần tiễn. Đó là, và như vậy các bạn có thể thấy kinh nghiệm của khủng long tỏ ra khá giúp ích cho anh trong việc lựa chọn vị trí đóng nhà. Nhà của game thủ Thủy Linh Lung thì nằm ở phía nghiêng về phía 10 giờ. Và tấn công đầu tiên của khủng long tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Anh đang cắt những con ngựa của mình ra, và một cách rất khéo léo anh cắt những tên quân của mình vẫn vừa đủ, vừa vặn đủ một tầm trung và một, xin lỗi các bạn, một cận chiến và một tầm xa. Tên quân thứ hai tiếp tục sinh ra, tuy nhiên rằng game thủ khủng long đã không đẩy đi vội vàng. Anh đẩy luôn ra phía còn lại còn trống ở phía nhà mình, đó chính là phía công từ phía góc 6 giờ sang. Và như vậy là các bạn có thể thấy là trong một tình huống này thì Thủy Linh Lung đã nghĩ rằng nhà mình kín bởi tường, xin lỗi bởi rừng và set map. Tuy nhiên là không phải. Những khó khăn bước đầu đang tạm thời nghiêng về phía game thủ Thủy Linh Lung, và hy vọng anh sẽ chống trả tốt những tấn công này của khủng long. Mặc dù vậy thì các bạn có thể thấy rằng trong trận đấu này thì Thủy Linh Lung lại lựa chọn đánh chiến thuật là thuần tiễn, và chắc chắn việc này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho game thủ màu 6 của chúng ta. Khả năng kết hợp cận chiến và tầm xa luôn luôn là một trong những khả năng rất cao khi được sử dụng, và thường xuyên chúng ta vẫn quan sát các thấy các game thủ hàng đầu sử dụng phối hợp cùng nhau hai loại quân này, cận chiến và tầm xa cùng nhau. Ưu thế vượt trội đang nghiêng về phía khủng long khi anh chiếm toàn bộ được cục diện trận đấu. Game thủ Thủy Linh Lung lên đời với 25 dân, tuy nhiên cả hai game thủ này đều lên đời với công thức 25+1 và 26+1. Tuy nhiên sau đó thì các bạn có thể thấy rằng cả hai game thủ, tuy rằng khủng long lên đời với nhiều dân hơn, anh vẫn lên bằng nhau chăn chặn. Và rất bất ngờ là Thủy Linh Lung đã không có nhiều sự phản kháng ở trong tình huống này. Khủng long đã giành chiến thắng đầu tiên dễ dàng. Chúc mừng anh.
Các bạn chờ đợi để đến với những trận đấu tiếp theo.